Em dâu nạn nhân vụ cháy nhà làm 5 người tại phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội rạng sáng 21 tháng 4 cho biết, con trai bà M đang nằm ở bệnh viện Sanh Pôn và chuẩn bị được chuyển sang viện bỏng. Từ bệnh viện trở về nơi nhà chị dâu bị cháy, bà Trử Kim Oanh, em dâu bà M, cho biết anh L, con trai bà M, đang bị thương, nằm ở bệnh viện Sanh Pôn, sức khỏe yếu, hai tay bó bột, vẫn còn hiện tượng chảy nước dịch, chân bỏng nặng, mặt xám đen nhưng nói chuyện được. Nếu tình hình ổn, anh L sẽ được chuyển sang viện bỏng để tiếp tục điều trị. Còn con trai anh L bị thương nhẹ hơn. Theo bà Oanh, căn nhà bị cháy có 7 người sinh sống, gồm chị dâu bà, hai cháu trai, một cháu dâu và ba cháu nhỏ. Anh Hồng Sơn, hàng xóm đối diện nhà bà M, cho biết anh L và con trai 10 tuổi của anh L may mắn trèo được sang mái nhà hàng xóm, rọi đèn kêu cứu. Dù trèo sang nhà bên, anh L vẫn bị bỏng. Đám cháy trong đêm phát ra hai tiếng nổ lớn, sau đó một số người dân tỉnh giấc đã xuống sân của khu tập thể để hô hoán cứu hỏa. Nhiều người có ý định phá khóa nhưng lửa cháy quá to, ngoài cửa lại để bình khí CO2 dưỡng lạnh cho bia hơi nên sợ nổ, không ai lại gần nữa. Anh Sơn cho hay bà M, 74 tuổi, sống cùng con cháu, hàng ngày bà bán nước trước cửa và cho thuê một phần ngoài bán bia hơi. Bà M cũng sống hòa đồng với người xung quanh và không có xích mích gì với hàng xóm. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.